Rồi mình xin chào các bạn nha. Như các bạn vừa thấy là mình mới vừa bắt một con vịt trống của mình vô. Hôm nay mình đem đi nấu cháo ăn. Vịt trống nuôi cũng không làm gì. Với đè nó mổ mấy cặp mấy gà con quá. Cho nên thôi nấu cháo luôn. Gà trống nữa kìa. Loại gà, cặp gà đó là mình nuôi gà siêu thịt đó các bạn. Nó bự lắm. Còn gà mái nó đẻ, đẻ hoài nó không á. Nghe mình nghe nói nó đẻ mấy trăm trứng rồi. Còn mấy con gà trắng nhỏ nhỏ là mấy con gà dai. Còn mấy con gà lứa lứa là gà nồi. Mình nuôi mình đẻ lấy trứng rồi. Lụm trứng để dành ăn sáng rồi. Bữa nào không có đi chợ thì mình chiên mình ăn cũng được. Tại mình nuôi ít nè, tới để bán người ta chắc nó giữa. Rồi hôm nay mình đem con vịt vô mình nấu cháo. Cái mình lấy cái cải hôm bữa mình hái vô đó. Mình trộn gỏi mình ăn. Hôm nay hai mẹ con mình ăn buổi sáng vậy đó. Rồi mời các bạn cùng theo dõi video nha. Không mập ghê ha, mà bằng tháng cái ức còn luôn à. Ủa mà cái sao dưới kỳ vậy mà? Cá tạch. Đực nè. Nó đạp cái kia lòi ra gì. Sung quá trời sung mà đè. Sung lắm, mổ ban gà không chết. Gà thì đạp rửa vịt thì đạp gà. Rửa chanh muối rồi, giờ rửa rượu với gừng nặng cho nó không có hôi tại nằm trên bờ đó. Bắp hết trơn luôn chứ bắp gì đủ hả? Hả lừa hả? Ừ, trộn lại nó teo. Bà ngoại nghe nói mần vịt, bà ngoại dặn có câu với ngoại dặn nè, lát nữa mình rồi mình đem về cái này cái đầu này rồi luôn cho mình 94 tuổi mà còn dặn có câu cái đầu đó. Kêu làm cho mình làm lát mình để viên cho mình cầm chạy gì đó. Còn ăn được thì mình chịu khó chịu cực mình đem về cho mẹ mình ăn. Già rồi nữa dân của già đâu có ăn uống gì được. Ừ. Ăn đi. Bào hay là sắc mẹ sắc đi hả? Bào cho mỏng. Bào xong mình lấy nước mà thôi cũng mình quên khỏi lấy nước muối nữa. Xả lại thôi. Đó, cái gì bự cái gì? Đó là tượng. Rồi, này cá lóc hay gì á? Hồi mình cá lóc nhiều lắm á, không biết có đi không biết. Thảo mới trồng bông gì, qua bắp cải. Đủ màu luôn, nó ăn được luôn mà sao nó không lên. Nó thấy đầu là lạ, trồng. Nó chậm. Quá đã hả? Để là bít tấm thớt nè. Rồi con nè. Hèn hai trứng ra. Bởi vậy sung. Hèn gì nó sung hết sức khỏe rồi. Luôn bự luôn, quá trời bự. Hèn khủng. Rồi để dành cho chuột. Con trứng chuột con trứng. Ăn bị đẻ. Giờ mẹ kinh ra làm bún. Cho nó dễ mềm. Gà yên vịt mong muốn mướt ha. Mướt được mà ăn lúa chắc không mà. Con vịt này mình phải rửa rượu với gừng cho nhiều vào. Tại vì mình nuôi trên bờ á, nó hơi lông. Trước tiên con mần sạch rồi, nhổ lông sạch rồi con biết rửa gì chứ không? Nước muối với chanh trước rồi xong bắt đầu rượu. Nhìn hai trái cà nó quá trời hồn, nó mắc cười. Rồi đem ra để vô.
hết hồn. Mẹ sửa lại mới nghiêng đó. Hả? Mẹ sửa lại mới nghiêng đó. Ngay rồi mà. Đó, vậy là ngay vậy. Trong khi luộc thì mình để gừng cho luôn. Chặt vậy nè. Chặt làm tư mà. Mẹ tính là mẹ chặt làm tư. Chặt làm tư à. Vậy là không được rồi, chặt làm tư mới được. Này cái nó bị cản cái phao câu rồi, thôi đem lại chặt làm tư đi. Để vô cho nó gọn cái nồi quá khứ rồi quá xá. Để lên cái dung cái dung nồi chàng này. Chàng đây luôn, nước này mình chàng chứ không có dung. Trong khi luộc thì mình cho muối cho bột ngọt vô cho nó thấm luôn. Thấm rồi. Gạo mình rang rồi, hồi thịt mềm các mình để gạo vô mà nấu xíu lên tại chút sôi lên chút bọt là nó nhừ. Bây giờ con để vô miếng nước cho mẹ đi, để vô đây hả mẹ? À, tại vì nãy mẹ rút sạch hết trơn nó gan khỏi cần lo lại, giờ để nước ngâm thôi. Giờ để nước ngâm cho nó mềm thì nãy mình vo trước rồi mình hết gan, mía gan vo sạch sẽ hết rồi, cải thơm quá. Cái chảo này tính ra lâu đời lắm à. Cái bằng tuổi của mình à. Cỡ đó mà. Ờ đúng rồi. 30 năm à. Nè. Mua rổ này nè. Trời ơi. Có thể là nhiều năm dữ lắm rồi nè. Mà nó cứng tròn rồi, tại đó mà tại biết vậy là mẹ mua nhiều cái rồi. Vậy là tới giờ luôn á. Biết vậy là già hoài đâu có nghèo. Ừ. Quá trời về luôn. Bây giờ gỗ ra đó màu gì mà giờ nó thành màu trắng luôn rồi mà. Màu hồng. Màu hồng thứ là thứ đó đúng không? Mình xài bởi vậy người ta khóc chết luôn. Lâu dữ lắm rồi đó, lâu đời dữ lắm rồi đó. Nói nhiều quá thì người ta nói láo chứ cả chục năm có. Nó bắt chớn, nó qua là chạy qua là giỡn với con gấu các bạn. Quỷ yêu gì này. Nãy đi dưới sàn sàn lét lọt mương. Trèo lên. À, cắn cái đầu ta kìa. Ê. Hai con cắn cái mỏ, con cắn cái đầu. Hồi quả quýnh lộn nha. Tao mới can à. Nước trong nấu ăn phải không? Chà nhỏ quá tí. Mình để tôm khô cho nó kìa. Ngày còn tôm khô. Lấy cái nồi bự hơn. Mà giờ chạy được rồi. Giờ chạy đi qua hàng xóm xin hành đi. Hành mình mới cắt gốc. Trồng. Qua Bạch Tư. Dịch nó không thấy mỡ mà cũng ra mỡ nhiều hết mà. Mình có tôm khô này mình để tôm khô vô luôn. Chút nữa để cho nó ngọt thịt, ngọt mà nó thơm nữa. Chả có ngon không là nhà nước mắm đó. Này là mắm gừng nha. Này mình đâm gừng, tỏi, ớt, đâm nhuyễn nó ra. Này mình xài 2 trái tỏi, 2 trái ớt, và nhánh gừng. Mình pha vô chanh này không biết có nước nhiều không,
hai muỗng chanh đây này, một muỗng. Thêm miếng nữa. Vừa đủ luôn. Cái này nó hơn 2 muỗng chút. Và 2 muỗng nước luôn. Tiếp theo là 2 muỗng đường luôn. Ba muỗng nước mắm luôn. Vậy là vừa ăn luôn á. Sau bao nhiêu năm rút kinh nghiệm. Đó. Quay lên. Vậy là vừa ăn. Mình chén mắm mà hãy chắc 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 lưỡi à. Mình quay cho đường tan lên là xong. Hồi xưa mẹ hay sắc cái này cho ngoại sắc nhuyễn như luôn á. Chi vậy mẹ? Sắc nhuyễn nó thơm mà giờ cái hết đó nhuyễn rồi. Giờ thấy ta ngắt lá nhiều. Giờ người ta ngắt lá không à. Mẹ làm to. Ngắt lá ra không. Rau găm này có hai loại, một loại lá bự mà cộng với cao, bự á. Rồi đó nó không có thơm. Rồi mà nó nhỏ nhuyễn nhuyễn mà nó bò sát đất ha. Thơm bát ngát. Rồi ngon hơn rau găm kia nữa. Hôm kia ăn nó không có vị. Chỉ nó không có nồng. Rồi giờ bắt đầu làm nước. Làm nước chua để mình. Chứ mắm nó ngon không? Thế mình ăn thấy ngon không? Ba cháy mới sợ. Dạ chôn đường. Sau bao nhiêu năm? Sau bao nhiêu năm ăn cháy vịt thì có kinh nghiệm làm nước mắm. Danh chanh thì mình làm khoảng chừng muỗng đường, miếng muối và chiếc chanh. Này mình không làm bột ngọt nha các bạn. Mà nước mắm mình cũng không làm bột ngọt nữa. Cái như chanh đó hai mẹ. Ừ. Đủ không? Đâu có. Trái nữa chứ. Như này gì đủ. Dao lục rồi nha. Dao lục này. Sao bao lục đó ta? Mài được một hai lần cái lục. Kỳ ha, mới mua bén cái tới xài thời gian cái lục. Ừ. Ngộ. Mới mua bén hết sức bén luôn, bé thấy mặt ham luôn. Mới ngủ dậy đói bụng mà sao ăn vô cái no. Ăn vô cái no. Ngộ chứ. Ngộ ha. Muối với mà đường thôi. Chanh. Mình quậy với nước chanh sẵn á, cái mình chặt ra vịt xong mình phải trộn, mình trộn sớm quá nó chảy nước. Ra nước. Giờ mình vớt vịt ra đi. Tắt lửa được luôn á mày. Ừ. Ra. Để mà sắc hành để vô cái hả? Dạ, sắc thêm gốc hành đồ, hành lá nào để vô. Vớt vịt ra. Hồi vịt nó dẻ ghê, dai á. Vịt này không biết bà ngoại mang được không nè. Đâu có cái đầu, để đầu chằng cho nó đi với cái bọc đầu để chằng chứ không có vớt ra. Chặt đầu để lại nữa chậm trong này cho nó mềm ăn rồi là con rửa chén nha mẹ đi đó về cho ngoại ngậm cạp nhỏ thấy sáng đồ đồ sao, sao nguyên cái nồi cháo xuống nguyên nồi đi xuống sông luôn rồi mẹ con nhịn ăn luôn. Rửa cháo. Không có rửa thịt bằng một cháo khác. Thịt làm ra rồi chứ quên. Bằng là cháo khác, khá là thịt ngon này. Ừ. Nói chơi chứ đâu mà giữ nha. Chặt chừng mé dao nha mà. Mẹ là sao mẹ rớt, nó rớt ra ngoài nè. Trời vườn sinh dịch mà không cán cho bánh xe luôn á. Làm giá 40 ngàn nữa. Cái gì?
xương vịt. Vậy cái hồi mình để chanh đường vô trộn luôn. Cứng dữ ta. Nè. Cứng quá cứng. Gà vịt tuổi rồi mà. Cái lát này đi. Ra cho ngoại miếng này. Mềm ngon. Rồi cái này thì mình ăn. Để chung thịt vô luôn ăn cho nó ngọt. Ờ vậy chứ, vậy chứ không có mềm, không có cứng. À cũng được. Con nói sao đâu giữ cho tính. Coi vậy chứ không có thịt, thịt nó không cứng. Không mềm cũng dễ ăn. Không thích quá. Quá trời ngon lành cành đào. Quá ngon nè. Tính ra hôm nay mình ăn cái món này không tốn tiền nhưng mà lỗ. Nó dịch tới năm mấy. Lỗ lúa phải không? Năng quá trời ăn mà. Còn lũ chắc không đó. Sao quá. Để chậm lên cho nó chín. Cháo gà coi. Tiêu lên. Chắc mình tiêu lên tô cháo. Rồi. Đây là dĩa gỏi. Còn đây là chén nước mắm. Cháo tôm khô nè các bạn. Đây là cặp cà của con vịt. Xong rồi mời cả nhà dùng cháo với gia đình mình nha. Sân táo lên. Chuẩn bị chiến thôi. Dạ, có tôm khô nữa, đã con vịt nó ngọt mà để tôm khô vô cái nữa. Mày ăn. Cháu nó hay đặt hay là đẩy múc đặt ra. Đặt. Không múc đặt thì sao? Nãy mẹ nói nếu mà thêm nước vô mà. Thêm gỏi vô đây cho nó ngồi nguội quá. Coi vậy chứ không có ăn cứng. Mềm mà. Đã mình luộc mau quá. Ủa lâu quá. Mềm mềm. Gà đâu bị hồi lòng à? Cho mẹ làm kỹ lắm mà. Cái vịt này hôi lắm. Mẹ bắt nước làm là phải để muối luôn nữa. Chanh nữa. Có cải ngọt không? Cái này ăn không sao bị đau họng.
nó khỏi ăn cần nửa phút. Tại quyều gấp mấy gặp thưa thịt giống như bà ngoại đó. Ừ, mới ra nhìn thấy ăn cặp đầu, ăn đầu nè, ăn nữa chắc giống ngoại quá. Thì dịch thì cứng hơn chân gà. Ừ, ở đây làm lưỡng bánh xe không? Chở ngon quá. Nó quên lên giấy. Lăn qua miếng mắm gừng đó. Bạn nào thích ăn đậm đà thì mình có thể lăn vòng hết nha. Bạn nào thích ăn vừa vừa thì mình sẽ ăn lăn miếng thôi. Nhìn cái sợi thịt nó chắc chẻo ghê không các bạn. Ngày hôm qua là mưa gió đùng 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 đùng, này nắng chang chang trời. Gói này mày gấp nhiều quá mà sao đâu rồi ta. Còn ăn vậy? Nhanh vậy. Ăn nhanh giỏi quá vậy. Thịt thì còn ít hơn. Phải ăn không ngán. Đến đây con gà, mấy con vịt, hai con vịt nó nuôi từ lúc còn ngay vô. Cái chua đũa nó nhỏ nhỏ xíu đó. Mà giờ nó bự chẳng bà bá. Nó bắt mình nào quên ta. Đúng rồi. Cái chua đũa nó còn nhỏ xíu, còn ở cây lá cấp đó. Bây giờ chà bá rồi đó. Nuôi rồi, nuôi trong lòng á. Hai nãy đi tới đâu rồi? Đang về. Có quyết nãy rồi đó. Lỗ mất rồi. Con miếng hai miếng nha. Rồi, em xin cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai nha.